Xin chào các mẹ, bà bầu có cần phải uống sữa bầu hay không? Khi nào thì bắt đầu uống sữa bầu hay là sữa tươi tốt hơn? Nên chọn sữa tươi thanh trùng hay là tiệt trùng? Tất cả những cái thắc mắc đó sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Thứ nhất, bà bầu có phải uống sữa bầu hay không? Tốt nhất là bà bầu nên uống sữa bầu với lượng thích hợp. Khi đề cập đến sự phát triển trí tuệ của thai nhi, nhiều người cho rằng chỉ cần làm tốt công tác thai giáo là được. Nhưng các ông bố và mẹ trẻ tuổi cần chú ý rằng sự thông minh của con ngoài lý do tiếp nhận thai giáo còn có một phần dựa vào ăn uống. Sự phát triển của não bộ con người trải qua thời kỳ cao điểm phát triển đầu tiên là khi ở trong bụng mẹ lúc từ 5 đến 7 tháng. Lúc này, chỉ có kịp thời bổ sung dinh dưỡng não bộ thì tác dụng của chất dinh dưỡng mới được tận dụng tối đa. Vì thế, muốn con yêu phát triển tốt, bà bầu phải kịp thời bổ sung dinh dưỡng. Vậy nên bổ sung những loại dinh dưỡng nào? Ăn đúng cách và đảm bảo chất lượng, ăn uống hợp lý chính là câu trả lời. Sữa bầu thì không giống như sữa bột thông thường, nó là sữa bột X-lactose dành cho bà bầu, có chứa axit folic, axit sialic, axit alpha linoleic, axit linoleic, chất sắt, kẽm, canxi và vitamin B12. Axit folic có thể giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chế tạo tế bào hồng cầu. Axit linoleic có thể chuyển hóa thành DHA và AA là nhân tố quan trọng không thể thiếu cho sự phát triển não bộ và mắt của thai nhi. Canxi có thể giúp bà bầu và thai nhi có bộ xương khỏe mạnh. Trong sữa bầu còn có chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất có thể cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho thai phụ và thai nhi. Trên cơ sở là sữa bò cộng thêm các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho thai kỳ bao gồm axit folic, sắt, canxi, DHA, có loại đặc biệt bổ sung thêm lợi khuẩn Bifidus PL có thể bảo vệ niêm mạc ruột, ức chế vi khuẩn có hại sinh sôi trong đường ruột, không dễ bị táo bón, hấp thu tốt hơn, có chứa axit béo cần thiết, đồng thời giàu DHA, canxi, sắt, kẽm và axit folic. Còn có một số loại sữa bầu trên cơ sở vitamin cần thiết cho thai phụ, còn có thêm chất dinh dưỡng cần thiết cho não như là DHA, AA, taurine, probiotics giúp cung cấp chất dinh dưỡng toàn diện hơn. Mặc dù thai phụ uống sữa bầu về cơ bản có thể thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai, nhưng do thói quen ăn uống của mỗi người khác nhau, nhu cầu về chất dinh dưỡng cũng không giống nhau. Tốt nhất là bà bầu nên uống sữa dưới sự hướng dẫn của bác sĩ để tránh trường hợp dẫn đến thừa chất dinh dưỡng nào đó. Chất dinh dưỡng của sữa bầu khá là toàn diện, đặc biệt thích hợp với những bà bầu không ăn nhiều, không thể bổ sung đủ dinh dưỡng qua ăn uống hàng ngày. Vậy thì khi nào nên bắt đầu uống sữa bầu? Dù là sữa bầu hay sữa tươi thì mẹ bầu hoàn toàn có thể bắt đầu uống sữa bầu ngay từ khi biết tin có thai, đặc biệt trong giai đoạn từ tuần thứ tư khi thai nhi bắt đầu quá trình phát triển về não thì cần bổ sung lượng sữa cần thiết để đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho em bé. Vậy bà bầu nên uống bao nhiêu sữa trong ngày? Sữa cung cấp lượng canxi, protein và vitamin D để đảm bảo thai kỳ khỏe mạnh cũng như duy trì sự phát triển của thai nhi. Một phụ nữ mang thai có thể uống khoảng 3 ly sữa mỗi ngày, tốt nhất là loại ít béo hoặc là không béo. Tuy nhiên, việc lựa chọn sữa sẽ phụ thuộc vào tình trạng dinh dưỡng và cơ thể của người mẹ. Thứ ba là bà bầu nên uống sữa tươi hay là sữa bầu. Việc quyết định uống sữa tươi hay là sữa bầu đều phụ thuộc hoàn toàn vào cơ thể thích nghi của mỗi người mẹ. Không phải ai cũng đều có thể uống được sữa bầu. Một số bà mẹ thường rất sợ mùi sữa bầu và cảm thấy khó uống vô cùng. Trong khi đó, những bà mẹ khác lại không thể uống được sữa tươi. Vì thế, để nhận định loại sữa nào tốt hơn hay là nên chọn loại sữa nào là rất là khó. Tuy nhiên, do sữa bầu được sản xuất ra để phục vụ riêng cho các bà mẹ mang thai, nên trong sữa có nhiều hàm lượng dinh dưỡng hơn. Do đó, nếu như các mẹ lựa chọn chỉ uống sữa tươi, thì các mẹ có thể tìm và bổ sung thêm các chất dinh dưỡng từ các nguồn thực phẩm khác và các mẹ cũng không nhất thiết phải ép mình uống sữa bầu đâu nhé. Nếu mẹ đã bị thừa cân và có nguy cơ tăng cân quá nhiều thì việc uống sữa tươi không đường thay cho sữa bầu cũng là một lựa chọn hay. Các mẹ bầu cũng rất hay truyền tay nhau kinh nghiệm uống sữa tươi không đường để vào con và không vào mẹ. Thêm một băn khoăn khác cho các bà bầu chính là việc lựa chọn sữa tươi thanh trùng hay là sữa tươi tiệt trùng. Theo đó, sữa tươi thanh trùng là loại sữa chỉ dùng trong khoảng 2 đến 3 ngày và được giữ lạnh ở nhiệt độ từ 3 đến 5 độ C, nên khi mua về cần được uống ngay, để lâu thì sẽ bị lên men. Sữa tươi tiệt trùng là loại sữa đã qua công đoạn tuyệt khuẩn và không cần bảo quản ở nhiệt độ thấp, cũng như có thể để trong khoảng thời gian dài hơn. Sữa thanh trùng thì có thời gian sử dụng rất ngắn. Mẹ bầu chỉ nên uống loại sữa này trong khoảng từ 7 đến 10 ngày kể từ ngày sản xuất
Yêu cầu về tiêu chuẩn nguyên liệu, đầu vào của sữa rất cao, do đó giá thành sản phẩm cũng đắt hơn các loại sữa thông thường. Ngoài ra, khâu bảo quản cần phải đặc biệt chú ý là luôn phải bảo quản sữa ở môi trường lạnh liên tục. Vì có độ tự nhiên gần như tối đa, nên khâu sản xuất cần đảm bảo đạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, mẹ bầu chỉ nên mua sữa thanh trùng của các thương hiệu uy tín trên thị trường. Các loại sữa tiệt trùng thì có ưu điểm là bảo quản được lâu và tiện lợi, có thể sử dụng trong khoảng 6 tháng đến 1 năm kể từ ngày sản xuất. Sữa tiệt trùng có giá tương đối rẻ do có thể sản xuất được số lượng nhiều cùng một lúc, hàm lượng vitamin tương đối rộng, có thể bổ sung nhiều loại vi chất khác ngoài các thành phần tự nhiên. Nhược điểm của sữa tiệt trùng là không giữ được nguyên vẹn hoàn toàn hàm lượng chất dinh dưỡng tự nhiên có trong sữa nguyên liệu. Do quá trình sản xuất không quá khó khăn nên có thể có hàng giả và rất khó trong khâu quản lý kiểm tra. Do vậy khi mua sữa tiệt trùng thì mẹ bầu cũng cần phải hết sức lưu ý để lựa chọn cái thương hiệu sữa uy tín, đảm bảo chất lượng để bảo vệ cho sức khỏe của mình và con yêu. Hy vọng là video vừa rồi đã cung cấp được những thông tin hữu ích cho mọi người. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hãy ấn vào nút hình quả chuông ở bên dưới để nhận được thông tin mới nhất, sớm nhất mỗi khi mà mình phát sóng. Chúc mọi người sẽ có một hành trình làm cha mẹ thật hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.